Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Real Kia mình và chúng ta cùng nhau đến bắt đầu thứ tư của siêu sao hành chiến chung kết đấu này. Một bài kéo dài từ vừa đảo dừa và nó sẽ kết thúc đâu đó bên trong vừa đài quan sát. Lúc này thì team của em 12 tuổi và đang chưa rời khỏi máy bay. King of Free Fire đã rời máy bay rồi và trong khu vực đảo dừa này có rất đông người. Và dám cá trong này có team của Lưu Trung TV và bên cạnh đó có thể là cả team AFK của IS Mobile nữa. Rồi chính xác là như vậy, đoàn nó không chân đi một tí nào cả. Phú Đại AS8K thì quỷ dữ họ sẽ chiếm lấy khu vực trung tâm của đảo dừa. Trong khi đó thì team của AFK Lưu Trung TV họ sẽ muốn chơi vào vị trí của AFK rồi, cũng sẽ nhảy xuống trung tâm của đảo dừa. Quả này chơi tàn nhau thật sự anh em ạ. Và quả này chơi nhau phải gọi là tàn thật sự. Mày Lưu Trung đã có súng rồi, chị Blasting và Khánh An đã có súng rồi, Blue Tom có bình mạ của vị trí của Subin. Chúng ta cùng sẽ vị trí của AFK S Mobile đâu. S Mobile đang kiểm tra tất cả các góc ở trong vực đảo dừa đây để xem có thằng nào đây hay không. Vẫn đang và kiểm tra rất cẩn thận đến được vị trí IS Mobile. Đây là 8K, anh ta đang có ba di chuyển lên trong tay 8K con mình, đó là MB40. Trong khi đó đây là AK quỷ giữa 2K và toàn bộ team AK đang chiếm lấy khu vực đồi cao. Trong khi đó thì team của Lưu Trung họ đang chiếm lấy khu vực căn nhà ở phía dưới, điểm qua vị trí của một số team khác. Lúc này thì WG đã mất đi cho mình đó là vị trí phê rồi. Vâng, trong cơn phê anh lại là chàng tỷ phú hay chăng? Thì bên đệ lè con mình mạ của vị trí của Mido. Lúc này đang bỏ chạy rồi. Vâng, vừa rồi đó là mạ cùng đến với vị trí của đệ lè. Lúc này đệ lè nó phá bắn view đang được bắn rồi. Vâng, lúc này thì bên đang có pha thi đấu là tương đối tốt. Như vậy Blue Tom đã có bình mạ của lúc này đang có mặt ở bên trong vực cổng chơi. Team của Sarang, vâng, Sarang đang có pha bay tốc tất cả váy đến với vị trí của Sarang và đã bay sang phía đó nó vực thành phố biển mà thôi. Cách chơi rất quen thuộc của King of Free Fire, vẫn đang pha rình rập nhau, đã phát hiện ra người rồi. Lưu Trung có lẽ anh ta cũng đã biết một phần nào đó là có team IS Mobile ở đây. Và tôi đang nghĩ rằng sẽ có pha phang phập và đấm đá nhau gọi loạn xạ ở đây mà thôi. Và càng đen và khét lẹt lẹt rồi. Lưu Trung vẫn chưa tấn công. Team KA này mà đang có cái pha lút đồ. Trong khi đó thứ nè bởi Carry Max và Lucas sau đang di chuyển về cũng càng lớn số nó bắt đi cho mình, đó là vị trí Kubido. Tôi không rõ trong tình huống vừa rồi thì ai đã là người có mạ của vị trí WG phê. Đây là GK Funky Em. Hôm nay Funky Em đã trở lại với đội hình của GK rồi. Vô lý mà nhận cú tứ thì hôm nay là BKN sẽ không thi đấu. Hôm nay cú tứ chơi bộ đồ trông khá lạ đi. Lúc này thì AFK đã xuôi xuống khuya khu vực phía dưới của bản đồ. Team AFK luôn là một team thi đấu theo phong cách thông minh. Họ không bao giờ vướng vào những pha giao tranh sớm ở đầu game để mất người một cách không hợp lý làm gì cả. Như vậy có vẻ như tên Conan là người có mạng hạ gục vị trí của phê thì phải. Hay là Dark như NPC. Lúc này đang phá đi cái thùng dầu thì phải. Brand ta đang loot đồ. Bây giờ team WG mới đẩy được bên trong với kho quân sự và họ đã mất đi cho mình một quân bài, đó là WG phê. Nhanh quá, lúc này vô lý có mạng hạ gục cho mình rồi. Và GK đã có pha mở bát phát hiện được một mạ người ở đây. Vẫn đang được bắn đến từ vị trí vô lý. Hay là mạ NPC hạ gục vị trí Una. Lúc này thì mà đã có bình mạ gục rồi. Họ đã có bình mạ gục như vậy. Chúng ta có thể nhìn thấy Funky và Ma mặc rất giống nhau. Vâng, Ma anh ta mặc rất giống Funky cũ, còn Funky thì mặc lại theo kiểu Funky mới anh em ạ. Đây là cụ tứ đang đẩy ra rồi. Họ đã ăn được hai người ở vị trí đối phương. Trong khi đó thì team của Ketcon K và TM Conan này đang đụng độ với WG, phát hiện ra có người ở WG ở đây. Đây là Shadow HP vẫn đang chưa nhìn thấy vị trí của Ketcon K. Lúc này GK đã có mình pha quét sạch hay chưa, phát hiện đối phương rồi. Shadow HP có mình mạo gục và đã cũng như vậy. Team WG quét sạch team của Ketcon K và Una trong trận đấu này. Một pha thi đấu là tốt dành cho vị trí của WG. Trong một diễn biến khác thì một WG khác đó là GK, họ cũng đã có mình những mạ gục là hay ở trong trận đấu này. Và đó là hai pha quét sạch 35 người chơi là gì chúng ta còn lại trong trận đấu này. Lúc này thì AK đã quyết định ở vượt sâu và tiến qua phía khu vực của nhà máy điện rồi. AS Mobile thì có mình đó là mũ 2, AFK 8K có mình mũ 2 sao 2 và quỷ giữ AK có mình mũ 2 sao 1. Đồ đạc là ngon. Đây là team cà phê cá mập. Ngày hôm qua thì họ đã có mình một cái vị trí top 1 khá ngon lành cành đào. Và để xem là hôm nay thì cà phê cá mập thịnh tạ Ket Gold Tenor Blade họ có thể làm được gì hay không. Lúc này thì ITB họ đã có mình tới 50
mạng ạ gồm. Vâng, Bill anh ta đang thể hiện anh ta là một leader rất tốt ở trong cái giải đấu này. Đây là đệ lè Mihel này, đồ đạc họ khá ngon lành hành đào rồi. Sau khi hạ được một rất nhiều mạng đến từ vị trí đối phương thì lúc này đồ họ toàn mũ 3 sắp 3 và mũ 2 sắp 2 mà thôi. Trở lại gì biệt và đấu cho ta hôm nay, đây là FM 12 tuổi Mandy Quân, BP Cool như là Blue Tom này đang di chuyển về phía cái đèo đá đi lên. Và lúc này thì họ đã có mình mạng cũng dành cho vị trí của Blue Tom. Khi đẩy lên ở đây họ rất có thể sẽ đụng độ với King of Free Fire, tôi nghĩ là như vậy. Đây là King of Free Fire vì họ đã bình mũ 1 sắp 2, Fuji có đã bình mũ 2 sắp 1, Gohan có đã bình mũ 1 sắp 3, trong khi đó Sarang có đã bình mũ 2 sắp 3. Như vậy lúc này Sarang đang là người giàu nhất team. AFK quyết định là sẽ đẩy qua thành phố biển và họ có thể sẽ phải đụng độ với King of Free Fire ở đây. Vâng, đây là AFK lưu trung, còn AFK S Mobile thì đang ở chỗ khác cơ, vẫn đang là những pha di chuyển rất hợp lý đến vị trí KA. Hôm nay Catblade có mạo vị trí Linson rồi. Ngày hôm qua thì team Lin cũng đã có cho mình một cái top 2, nhưng có vẻ như đó chỉ là một cái điều mà nó hơi may mắn một chút mà thôi. Lúc này họ đang gặp khó khăn, Lin Lu người ta đang bị bắn với khá nhiều máu, đối phương xây với chiêu Lin Lu thì ta đang phải quay tay hồi lại cho bình lượng máu cho trận đấu này. Có phải Lin Lam như là tiểu ca sẽ va đẩy lên cho mình hay không? Vẫn đang va cằn ke Lin Lu, người ta đang cảm thấy hơi lù đù rồi. Lúc này đang có va xây ngược lại của pha mask của mình. WAG này và đang loanh quanh ở bên trong và đập thủy điện mà thôi. Lúc này đây là Shadow HP có bình đó là mũ 3 sắp 2, NPC còn bình mũ 3 sắp 3 và đã có bình đó là mũ 3 sắp 2. Team Lin đang bị bắn, Lin Lam bị hạ gục nhưng may quá cho anh chưa phải ở nước nên mới chỉ bị bắn gục thôi, nhưng sẽ bị hạ gục đến với chiêu Catblade. Team Lin tàn vỡ thật sự rồi, chỉ còn lại hai người mà máu của họ cũng lại còn không đầy nữa, hơi khó dành cho vị trí tiểu ca cũng như vị trí của Lu FF rồi. Đối với bây giờ sẽ va đẩy vào đấy không, đây là GK này và đang di chuyển ở bên trong vực thung lũng. Phân kỳ mở có bình nó mũ 2 sắp 1, Cafe Cá Mập làm luôn hai vị trí của Team Lin và Team Lin bị quét sạch khỏi vào đấu đây. Vâng, hơi khó khăn dành cho đội bắn xăng. Đây là con ghi em vô lý này mà đang chiếm được vực thung lũng quen thuộc của mình và tôi. Và đây quyết định sẽ có một phá combo. Vòng bo đầu tiên chúng ta sẽ rơi vào đâu đó ở giữa từ khu vực cảng lớn kéo xuống vực xưởng ở khí. Và với cái vòng bo như thế này thì lúc này có vẻ như GK họ đang chiếm một vị trí là khá đẹp rồi. AFK vẫn chơi vòng bách cực kỳ cẩn thận. Lúc này vẫn đang là một đường chạy bo đến từ vị trí của AFK S Mobile. Nhưng mà tôi không hiểu sao S Mobile anh ta rất thích con thỏ nhá. Đây là Phú Đại và lúc này Phú Đại và đang có pha đẩy vào tam cam như là quỷ dỡ rồi và đang có pha di chuyển rất tốt theo những người đồng đội của mình. AFK S Mobile luôn là một trong những con bài rất quan trọng, lá bài tẩy dành cho vị trí của AFK. Theo chia sẻ của AFK Phú Đại thì có lẽ là AFK S Mobile là người quan trọng nhất đối với cả team này, thậm chí hơn cả vị trí của tam ca nữa. Lúc này thì Cafe Cám Mập như Thịnh Tạ, GTN và Blade và đang di chuyển từ phía của làng Rim Nam vào. Họ sẽ không mất quá nhiều thời gian trước mặt họ này, không có đối phương nào cả. Lúc này có vẻ khu vực tháp đồng hồ đang trống, trên bản đồ đang có khá nhiều điểm trống, 31 người chơi, rất nhiều pha giao tranh đã được tạo ra từ đầu vào đầu này. ITB họ sẽ thi đấu một cách chậm chạp và họ sẽ thi đấu theo kiểu phòng ngự mà thôi. Lúc này thì Mel anh ta có bình mũ 3 sao 3 rồi và anh ta cũng không có một cái áp lực gì buộc phải đẩy lên quá cao cả. Lúc này thì FM 12 tuổi Manny Quân, BP Cool, Blue Tom họ vẫn đang có mặt ở bên trong vực cổng chơi. Và nếu như đây là đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Kim, mình đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, follow được đẹp trai với xinh gái nha anh em. Lúc này thì King of Vivi, Fuji, Gohan mày và đang có mặt ở bên ngoài vừa thùng lũ mà thôi. Và sẽ không va đẩy sâu ở bên trong vực vòng bo thì là như vậy. AFK Lưu Trùng, Chi Plastic và Khánh An họ đang di chuyển ở bên trong vực cổng chơi. Vâng, thi đấu cực kỳ nguy hiểm. Bài một người chơi là gì mà chúng ta còn lại trong bài đấu này? Vâng, cực kỳ nguy hiểm. Đây là Funky M, vô lý, Cuma Thơm cũng như là Cú Tứ này và đang có mặt ở bên trong vực thùng lũ. Dark NPC cũng như là Shadow HP và đang có mặt ở bên trong vực thủy điện. Này sẽ va đẩy xuống phía vực quân sự ấy không? Càng đét và khét là lẹt rồi. Bài một người chơi là gì mà chúng ta còn lại trong bài đấu này? Đây là WAG. WAG và đang di chuyển rất khá nhanh và hai ông đi xe là một ông lại đi bộ. Vâng, khá lạ trong bàn đấu này. Đây là vô lý đang pha nằm chờ, anh ta có mình đón của MP 10 năm mới khá ngon lành canh đào. Trở lại gì về bàn đấu chúng ta hôm nay, đây là Kuma Thông này. Kuma anh ta cũng đang chờ ở bên trong vực thung lũng mà thôi. Vâng, ăn mặc rất giống Phan Kỳ Mờ. Đây có một cái điểm mà các bạn có thể gọi ra cho mình đồ, nhưng lúc này thì có vẻ đồ của ma đã full rồi nên anh ta cũng không có ý định sẽ nhảy vào để gọi ra đồ nữa, hoặc là anh ta không mang theo cái hành động đó. Trở lại gì về vào đấu chúng ta hôm nay, đây là AFK Phú Đại, AS Mobile, tam ca như là quỷ giữ AFK và đã có mặt ở đâu đó bên trong vực sửa khí này và vẫn chưa va đẩy lên. Thi đấu rất cẩn thận, đây là ván đấu thứ tư và ở ván đấu này thì không ai muốn rằng họ sẽ phải mắc những sai lầm cả. Nhưng mà từ đầu ván đấu giờ khá nhiều team đã bị quét sạch rồi. Trở lại diễn biến ván đấu chúng ta hôm nay thì
Kim một thịnh tạ và đang có pha di chuyển rất nhanh lên phía trên đầu khu vực doanh trại. Vòng bo sẽ rơi về đâu đó trong vực vị trí của GK. Phải nói đến khả năng cầu bo của GK Ma nó phải là quá kinh luôn. Và nó phải gọi là quá kinh cho đội bán tờ ring. Đây là mèo đệ lè tiểu con Miel. Lúc này thì đang ở phía trên cũng làng gốm, sẽ có pha đẩy xuống cho mình hay không? Vẫn đang chờ và đang chờ đợi cơn mưa mà thôi. Nhưng cái đảo này thì nó lại không có mưa. Lúc này thì đang có pha di chuyển đến so vị trí của cả Plastic rồi. Toàn bộ team lưu trong TV đã bị quét sạch rồi, và đâu đây? Vâng, tại sao lại thế nhỉ? Vâng, team của Lưu Trung bay màu thật sự ạ. À. Và đó là bạn cũng đến với vị trí của team của FM 12 tuổi. Đây là một team mà trong giải đấu này thi đấu rất ghê. Tôi nghĩ là trong trường hợp đó thì team này đã công lên ở vị trí của team Lưu Trung hay chăng? Vâng, một pha tấn công rất nhanh. Chỉ tiếc tôi đang định quay đến vị trí của Lưu Trung thì họ lại toang. Vâng, 27 người chơi thì chúng ta còn lại trong vài đấu này. King of Free Fire đã chiếm được vực căn nhà chữ L rồi. Và một điểm nấp khá đẹp dành cho vị trí của King of Free Fire. Đây là Gohan, V, Blue Sarang, này đang có mắt ở bên trong vực thung lũng mà thôi. Vòng bò ra đang chuẩn bị thu lại rồi. 27 người chơi. Đây là Blue Tom Ray và đang có bắt ở bên trong vực cổng chơi mà thôi. Ray có rất nhiều xác để cho họ có thể được loot nhưng mà họ vẫn không loot. 27 người. Đây là AFK Phú Đại, AFK S Mobile, Tam Ca, Nhân Quỷ Dữ AFK vẫn đang có pha đẩy sâu ở bên trong vực thung lũng này. Và để xem là AFK có thể làm được điều gì và sẽ có pha giao tranh với team GK ở đây không. GK đang có ở rất gần với điện dài như thành viên của AFK rồi. Không, đó không phải là AFK. Đó có thể là WAG, chính xác luôn. WAG, GK và AFK đang ở vị trí rất gần nhau. Và liệu rằng sẽ có pha chơi nhau cho tình huống này không? AFK đã di chuyển bên trong cái khu vực đó là khu vực đổ nát này. Và bây giờ thì AFK sẽ thiết lập thế phòng ngự ở đây. Ở bên đối diện thì đó sẽ tìm GK. GK có lẽ họ phần nào đoán ra đối phương đã di chuyển khá gần vị trí của mình rồi. Trong khi đó thì đây là WAG, họ đang bị kẹp ở giữa cả AFK cũng như là GK. Căng quá, cái tình huống nó quá căng luôn. Bây giờ WG biết chắc chắn rằng sẽ có GK ở phía trên khu vực tháp và phần nào có lẽ tôi đoán họ đã đoán ra là team nào rồi. Vâng, căng đét và khét là lẹt đi từ bên này đang đẩy sâu bên trong vực làng gốm. Và cái team ở gần vị trí AFK nhất lúc này là team BTB. Đây là team của MM Mèo Menu Quân đã có mặt ở bên trên khu vực cổng chơi. King of Free Fire rất gần vị trí thung lũng. Tất cả các team tay to không lo chết đói, MM đang ở gần khu vực thung lũng rồi. King of Free Fire Fuji có bình mũ 3-3, Blue Sarang có bình mua 2-3. Lúc này họ đang đặt ra một cái thế, đó là những cái hòm thính xanh nó quá đẹp luôn. Những cái thế hòm thính xanh nó quá đẹp. Và một ván đấu một cái độ căng thẳng nó phải đẩy lên gọi là mắc tầm. Vâng, độ căng thẳng nó đẩy lên mắc tầm rồi. WAG vẫn đang có pha thi đấu là tốt. GK cổ nó bình, đó là ba mã gục tính đến thời điểm này và đấu mà bắt đầu di chuyển ra để kiểm tra được vực cầu xem có thằng nào đây hay không. Trong khi đó thì phần kỳ mời có bình mũ 2-4, người ta đang hướng về đó là khu vực căn nhà chữ L. Trong căn nhà chữ L có King of Free Fire và bây giờ chỉ cần một bước đi sai thôi, họ có thể sẽ mất mạng. Cú tứ đang hướng về phía những cái chòi canh. 27 người chơi căng thật sự rồi và đang có mặt ở bên ngoài của làng thông. Họ vẫn đang chưa đẩy vào, đang phải thủ ở đây mà thôi. 27 người chơi, một tình huống đóng băng diễn biến và đấu. Tất cả team đều đang đợi vòng bo thu vào hay chăng? Vòng bo sẽ thu ở trong vòng thủ lỗ và lúc này WAG đang ở giữa vòng bo rồi. Vâng, WAG đang ở giữa vòng bo. Đây là King of Free Fire bắt đầu đẩy xuống. King of Free Fire có đồ gì được chơi nó vào đâu đây không? Họ đang bật rất nhiều kỹ năng hòa lông để có thể di chuyển ở bên trong căn nhà này nhanh nhất có thể. 14% độ di chuyển không hề là một điều đơn giản một chút nào. Đây là Blue Sarang này. Blue Sarang đang có mặt ở bên trong vực thung lũng này, vẫn đang pha chờ đợi một cơn mưa mà thôi. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, follow được đẹp trai và được xinh gái nha anh em. 27 người chơi vẫn đang chưa có ai bắn nhau cả. Đây là AFK, AFK Phú Đại. Ui, lúc này Phú Đại có bình đó là M79 rồi. Với Phú Đại thì phải nói là quá ghê luôn. Và với Phú Đại thì phải nói là quá ghê luôn. Vẫn đang có những pha thi đấu là căng. AFK S Mobile Phú Đại cùng những người đồng đội mình và đang có mặt ở bên trong vực thung lũng. Cú tứ đã có pha mở bát và làm cho cái tình huống đóng băng, nó đóng băng hết rồi. Và nó hết đóng băng thật sự rồi. Ray cú tứ vừa có pha hạ gục vị trí đối phương và đó là vị trí của Cat Blade. Ray thịnh tạm đã bị bắn ngục rồi. Có lẽ anh tạm sẽ phải nằm lại ở đây mà thôi. Cà phê cá mập cũng như là gấu TN, họ sẽ phải di chuyển bo như thế nào đây? Chạy bo sang bên tay trái, bo vẫn sẽ nằm trong tầm bắn đến được vị trí của GK.
càng đét và khét lên lẹt là gì mà tôi đang được thấy ở trong trận đấu này. Hôm nay phần kỳ mờ chúng ta đang có pha cắn kè để chắc chắn rằng đối phương sẽ không thể cứu nhau. AFK vẫn đang có một vị trí nấp là đẹp vô lý, có bình bạ cũng tiếp theo trong trận đấu này. Hôm nay GK vẫn đang thi đấu là rất này chiếm lấy một thủ lỗ không cho thằng nào di chuyển ở bên trong bo. LTB hôm nay đã có mình năm mạ gồm họ cũng đang tiến rất gần đến vị trí đối phương rồi. 25 người chơi bây giờ với cái vòng bo như thế này thì số lượng người lại quá đông và có lượng người phải gọi là quá đông luôn. Đây là King of Free Fire và đã có mặt bên trong vùng thủ lỗ. Vòng bo đang thu vào, vòng bo sẽ rơi vị trí của WG. Và liệu rằng WG có lấy cho mình cái vị trí top 1 hay không? Phát hiện được có người rồi, đó là ITB và đã có pha lia tâm đến vị trí của NPC mà chưa bắn được. Đây là Shadow, Shadow mình đã có bình đó là của shotgun rồi. Trong khi Dark thì cũng là đang sử dụng đó MP40. GK và đang chưa vội vàng di chuyển ở bên trong vòng, nhưng bây giờ sẽ phải đẩy bên trong vòng và chơi khô máu đối phương mà thôi. Đây là AFK, họ vẫn đang đứng một chút ở bên trong vòng và điểm nắp này của AFK có thể là ngon. Cà phê cá mập chưa đẩy được vào, ITB đang phải bắn nhau ở vị trí của WG. Hôm nay đệ lè đã bị bắn đến vị trí của WG rồi, nhưng mà đi cho mình đó là 133 máu, khá căng. Lúc này để menu quần và có đẩy vào cho mình hay không. Vị trí nắp của họ khá gần vị trí của AFK nhưng mà vẫn chưa có bất kỳ vào tranh nào với AFK trong tình huống này cả. Căng quá rồi, căng thật sự. Đây là Blue Sarang, King of Free Fire V cũng như được Fuji và Gohan vẫn đang căn kè. King of Free Fire đã chiếm được bên trong vùng thung lũng này mà vẫn chưa có được vào bắn nhau. AFK vẫn đang chờ 25 người chơi, đang chờ gì đây? Vâng, sẽ là tình huống bắn nhau căng đét và khét lẹt lẹt để cho trận đấu này. Đây là mà mày ta đang có pha nhìn ra vị trí đối phương có được bắn hay không. Đây rồi, đôi giây là bắn rồi. Thủy sư AFK có pha mở bắn rất nhanh gây án đến từ vị trí của phần game, hạ cùng vị trí của Blue Sarang. Vâng, một pha bắn rất nhanh của phần game có được bình mạ gồm King of Free Fire bị bóc đi cho mình, đó là một người, đó là Blue Sarang. Blue Sarang chậm chân hơn so với người đội mình. Tam ca hạ cùng vị trí của Manny Quân. Lúc này thì AFK đang canh ở bên ngoài bo và như vậy đối phương không thể nào đẩy được vào bên trong. Vâng, khá đen ở vị trí của Manny Quân bây giờ đang được sấy rồi. Đặt bắn khá ghê, mày đã cố mình bạo của vị trí Mimeo. WAG họ quét gần sạch vị trí của TPTB rồi. TPTB chỉ còn lại Mimeo, anh ta đang cố gắng đẩy vào, có đẩy vào được không? Ice Mobile hạ của vị trí của Blue Tom. Các team tay to buổi tối em đang thi đấu là rất ghê trong trận đấu này. Hay là Shadow như là Funky em, tôi đang cảm giác WAG họ sẽ có được mình một pha giao tranh cùng vị trí của GK. Vâng, quá đông rồi, khi mà tất cả team tay to cùng chui vào trong một chỗ thì sao chơi? Phú Đại vừa và bắn nhẹ vào thành viên của WAG. Hôm nay thì vẫn đang được xây, phát hiện là có chiếc xe di chuyển ở bên trên. Cà phê cá mập thấy người di chuyển ở bên ngoài, tôi có thể nào mà ra chơi đối với không? Đây rồi, đôi giây, ui rồi, liệu đạn các kiểu đại điều bắn nhau loạn gì rồi. Hôm nay thì cá mập đã bị ở cùng cho ba người đồng đội với đối phương, anh Tám đã phải nằm xuống mất rồi. Đây là kẹt gấu tên, cá mập bị cũng đến vị trí của cu tử có bình bốn mạ cùng rồi, anh ta đang cứu vị trí của vô lý. Hôm nay thì GK đang pha đẩy xuống, họ vẫn đang hồi lại cho mình lượng máu rồi. AKS Mobile vẫn đang ở bên ngoài bo. AK phát hiện ra có một chiếc xe đẩy lên, Tam ca đã bị bắn gục. AKS Mobile ta có bắn hay không? Đang được sấy rồi, nó pha sấy hơi lệch tâm quỷ dữ. AK vị trí của Dark rồi. Đây là Tam ca, không ai cứu Tam ca cả. Quỷ dữ đang ra cứu vị trí của Tam ca. Thì Bemu vẫn đang cố gắng đẩy sâu vào bên trong vùng vòng bo. King of Fire mà hạ của vị trí của Shadow HP. Và như vậy WG đã toang rồi. ITB Mew cũng đã phải nằm xuống, chỉ còn lại NPC mà thôi. NPC vẫn đang cố gắng còn pha xoay sở. NPC vẫn đang xoay sở gấu TM bị ăn gục. Lúc này phát game công, đó là quỷ dữ A còn vị trí của NPC. Phát game đẩy ra, phát game bị ăn gục đến vị trí quỷ dữ. AK đang nghiền nát vị trí của GK. GK phải nằm xuống. AK thi đấu quá hay rồi. Lúc này thì AK phú lại giã mở 79 xuống, lấy cho AK vị trí top 1 hay không? Đây là vô lý. Vô lý cũng như là vị trí của cụ tứ vẫn đang còn sống. Họ đang cố gắng chơi lại vị trí của AK, nhưng AK quá nhiều M79. Vũ tứ đã bị quật rồi. Vô lý đã bắn, vô lý vẫn bị M79. Và AFK họ chứng minh là nhà bố mày không thiếu gì ngoài M79 cả. Khi mà AFK họ có quá nhiều M79 thì kể cả WAG, kể cả King of Free Fire, kể cả GK không thể nào chơi lại vị trí của họ được. Và một pha mà M79 dã xuống liên tục và GK sẽ không thể đỡ lại rồi. Và một ván đấu rất hay dành cho vị trí của GK, dành cho WG, dành cho ITB cũng như là team của Cà Phê Cá Mập. Nhưng AFK họ nhiều M79 quá, sao chơi đây? Vâng, AS Mobile nhà không thiếu gì ngoài M79 ạ. Sao chơi? Vâng, chơi bời này mất hết khách. Vâng, quá ghê cho AFK. Và họ có được mình cái top 1 đầu tiên ở trong ngày thi đấu hôm nay. Ghê thật sự. Thật sự ghê.